Argentina diện trang phục may mắn trong chung kết World Cup 2022. Trong trận chung kết với Pháp ngày 18 tháng 12, tuyển Argentina mặc áo sọc xanh trắng truyền thống, trang phục mà họ từng mặc khi đăng quang World Cup 1978 và 1986. Thủ môn Emiliano Martinez của Argentina sẽ mặc bộ đồ xanh lá cây. Màu quần của trang phục tuyển Argentina trong chung kết chưa được xác định. Tại World Cup năm nay, Messi và các đồng đội mặc áo truyền thống kết hợp quần trắng, tất trắng trong hai trận thắng trước Hà Lan và Croatia. Trong khi đó họ để thua sốc 1-2 trước Arab Saudi khi mặc quần đen. Tại chung kết 1990 và 2014, tuyển Argentina đều mặc áo dự phòng màu xanh lam đậm và đều bị thua trước Đức. Trong khi đó, tuyển Pháp chọn trang phục xanh lam giống chung kết World Cup 2018, giải đấu mà họ vô địch sau khi thắng Croatia 4-2. Thủ môn Hugo Lloris sẽ mặc trang phục màu vàng. Đây được xem là màu kém may mắn tại giải đấu năm nay. Đức, Bỉ rồi Tây Ban Nha, Nhật Bản và Hà Lan đều bị loại sớm khi thủ môn mặc màu này. Một điềm báo được truyền thông Argentina cho rằng sẽ mang tới may mắn cho đội tuyển liên quan tới trọng tài. Simon Marciniak, trọng tài người Ba Lan bắt chung kết giữa Pháp và Argentina tối nay, có cùng sinh nhật 7/1 với Romualdo Appi Filho, trọng tài bắt chính chung kết World Cup 1986 nơi Argentina đăng quang. Ông Simon Marciniak sinh năm 1981, còn tiền bối Brazil sinh năm 1939. Vị trọng tài người Ba Lan đều cầm còi các trận đấu có sự góp mặt của hai đội khi Argentina thắng Australia 2-1 ở vòng 1/8 và Pháp thắng 2-1 trước Đan Mạch ở vòng bảng. Tuy nhiên, tờ Olé của Argentina cũng chỉ ra rằng Argentina có thể gặp xui xẻo vì trọng tài biên Tomas Liskovic làm nhiệm vụ trong trận chung kết tối nay là con trai Mikan Liskovic, trọng tài làm nhiệm vụ tại chung kết World Cup 1990 mà Argentina thất thủ 0-1 trước Đức. Năm 2002, trong lần đầu World Cup được tổ chức ở châu Á, Nhật Bản và Hàn Quốc là đồng chủ nhà, trận chung kết cũng là cuộc tranh tài giữa Brazil đại diện Nam Mỹ và Đức đội bóng châu Âu. Chiến thắng 20 năm trước thuộc về Brazil, các fan Argentina cũng hy vọng lịch sử lặp lại và đội bóng xứ Tango sẽ đăng quang như kình địch. Chung kết giữa Pháp và Argentina trên sân Luseo tối nay được coi là cuộc so tài trong mơ. Hai đội chưa từng gặp nhau tại trận tranh ngôi vương World Cup nhưng đã đối đầu 13 lần trong lịch sử. Argentina có thành tích tốt hơn khi thắng 6 trận, thua 3. 3 trận còn lại hai đội hòa nhau.